Sau khi Bộ Y tế chính thức thông tin về ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên tại Việt Nam là người nhập cảnh từ Anh vào trưa ngày 28 tháng 12 năm 2021, rất nhiều người đã lo ngại trước thông tin này. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cho rằng thực hiện nghiêm quy định phòng dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn và tiêm chủng là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân khỏi nhiễm bệnh. Vaccine giúp tăng mức độ bảo vệ của cơ thể trước dịch bệnh. Song, mọi người vẫn có khả năng nhiễm bệnh khi đã tiêm đủ vaccine nếu tiếp xúc với lượng virus cao. Chính quan điểm sai lầm của một số người khi cho rằng tiêm đủ vaccine sẽ không nhiễm bệnh là một nguyên nhân dẫn đến sự lây lan của dịch bệnh trong thời gian qua. Một người dù đã được tiêm chủng nhưng nếu đến từ một nơi có tỷ lệ nhiễm COVID-19 cao vẫn có thể gây ra nguy cơ lây lan dịch bệnh cao. Tất cả mọi người đều có thể mang virus gây bệnh. Đeo khẩu trang là một trong những biện pháp giúp bảo vệ bản thân và cộng đồng trước virus. Vì vậy, việc ngăn ngừa sự lây lan của biến thể Omicron cần phải có sự chung tay của cộng đồng. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Bến Tre, trong 12 giờ qua, từ 18 giờ ngày 28 tháng 12 đến 6 giờ ngày 29 tháng 12 năm 2021, tỉnh Bến Tre ghi nhận thêm 5 ca dương tính mới. Tất cả các ca mắc mới vừa được ghi nhận đều là ca cộng đồng. Đây là số ca mắc thấp nhất được ghi nhận trong 12 giờ kể từ đầu tháng 11 đến nay. Cụ thể, huyện Ba Tri 2 ca có địa chỉ cư trú tại xã An Phú Trung, thành phố Bến Tre 2 ca, 1 ca cư trú tại xã Phú Hưng và 1 ca có địa chỉ cư trú tại phường An Hội, huyện Châu Thành 1 ca cư trú ở xã Tam Phước. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh tổng số ca dương tính 25.162 ca, tổng số F0 điều trị tại nhà 14.240 ca, tổng số F0 kết thúc điều trị 15.564 ca, tổng số ca tử vong 167 ca. Thực hiện nghiêm thông điệp 5K, giảm tối đa tiếp xúc là một trong những biện pháp phòng chống dịch tốt nhất